Hello các master nhá. Hôm nay lại vào thêm một em gót mái nữa nhá. Cho đủ cặp nhá. Đấy. 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 Một em mái nữa. Hàng tân tập nhá. Chế rồi. Tân cũng chế cho bác đi. Ai da, mặt ấy không nhìn thấy cho nó cáu. Đó đang làm thủ tục là tải lông. Đây là ăn trống của mình nhá. Một lông cánh. Vâng, các lông cánh. Biết rồi. Đúng nước nắng này. Vừa đi bắt về nhá. Nắn đầu ông đuôi. Con này đã hơi lỗi tí nha mọi. Mà có chim đã mua là ngon rồi. Anh em mình đã có chim là được rồi. Chú mua chim anh bán được con ở đây. Con đấy không hết hạn sử dụng đấy ạ. Con đấy hết hạn sử dụng rồi. Ok nha. Dạ nhà em cả nha. Thế đủ cặp rồi nha. Cho tới cho nó fit nhau. Ok. Đấy, em lắp được ở đấy.